Xin chào anh chị em chú bác mình năm kênh đi qua tôi nè. Hôm nay lên cái lô nó nhỏ bình thường tí xíu nè em nha. Nó 18 cái thôi. Nhưng mà đảm bảo với anh chị em là nó đẹp từ số 1 số 18 luôn nè em ha. Phải nói là trên 90% đều là hàng rất là đẹp luôn nè em nha. Đẹp mà xịn nữa nè em ha. Không có hàng tàu hoặc là hàng linh tinh nè em nha. Ok anh em nào mình quan tâm tới số nào á thì mình vui lòng xem kỹ cái mô tả ở bên mình nha và mình cố gắng chốt thật chắc giúp bên mình ha. Ok, cái hình quen thuộc thì hôm nay không xuất hiện anh em nha, nhưng mà cái hình đó thì có lẽ cũng rất là quen thuộc đối với những anh em mà theo dõi kênh rồi ha. Rồi để tránh mất thời gian, anh em mình sẽ đi vô giới thiệu nhanh luôn. Cái clip này mình nghĩ sẽ ngắn thôi anh em nha. Nhưng mà tất nhiên là mình vẫn sẽ mô tả đầy đủ cho anh chị em ha, anh chị em yên tâm nha. Yên tâm về cái vụ mô tả của kênh mình anh em ha. Rồi, chiếc đầu tiên luôn, xuất sắc luôn anh em ha. Chiếc này giá 800 ngàn thôi. Anh em thấy là một chiếc mà nó mới nó đẹp như vậy, đảm bảo là những cái mẫu này thì rất là nhiều anh em thích luôn. Thứ nhất là nó rất là mới anh em nha, size thì lớn ha. Size tới 42.5 nha, luôn núm nó tới 50 lận, tại vì cái núm này nó làm núm núm ren anh em ha, núm ren. Đó, anh em mở ra nha. Đó, rồi anh em kéo chỉnh bình thường ha. Thì ở đây anh em thấy nó đã 6 kim rồi nha, mà nó còn có trăng sao nữa anh em ha. Anh em thấy không? Kate Van Leer anh em ha, United Kingdom này, của này có lẽ là một cái hãng của anh em ha. Bên trong nó chạy máy Nhật anh em nha. Cái máy máy là máy, không phải là những cái máy thông thường như Miyota anh em ha. Cái này là máy hay là Epson, cái này là cái máy của Seojiri, cũng là của Seiko, nhưng mà cái máy nó xịn hơn bình thường tí anh em ha. Thì ở đây là chỉ, nói chung là các ô này đều chỉ lịch hết anh em nha. Thứ này ha, tháng rồi ngày trong tháng anh em nha. Cái lịch này, xin lỗi anh em, cái trăng sao này là trăng sao ngày anh em nha, cho nên anh em sẽ thấy trăng với sao nó sẽ dịch chuyển anh em ha. Khi mà anh em chỉnh, xin lỗi anh em, kéo hai nấc nha, khi anh em chỉnh giờ ha. Anh em thấy không? Đó, bắt đầu là 8 giờ tối bắt đầu trăng lên rồi anh em nha. Đó. Nói chung trăng sao hoạt động hết, anh em yên tâm nha. Mình chỉnh lại cho nó đúng giờ thôi. Còn em kéo một nấc á thì anh em sẽ chỉnh xoay cùng chiều chỉnh ngày, xoay ngược chiều chỉnh tháng thôi ha. Còn thứ thì anh em chỉnh 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 24 giờ nha. Đó. Ok, rất là đẹp luôn. Nó rất là đẹp, rất là xịn và đọc rồi anh em ha. 6 kim mà đằng sau thì mà size lớn là anh em nha, thì anh em sang dưới 1 triệu sẽ rất là khó anh em. Cái dây này thì mình nghĩ là dây không rin anh em nha, một cái sợi dây su ha. Về anh em mình cần thì mình có thể thay một sợi dây da đẹp nữa anh em ha. Đó. Cực đẹp luôn. Đợt này dây da xịn thì đang hết anh em nha. Đó. Sợi dây su này cũng rất là hợp luôn em, cực kỳ hợp luôn á ha. Rồi, nó trong nước là 3 ATM nhưng mà anh em thấy không? Nó có đáy xoáy nha, đáy xoáy thiệt anh em ha. Và cái núm ren luôn, anh em thấy rất là tuyệt vời luôn em ha. Anh em tay lớn lớn hơn tay mình tí là đeo ok rồi anh em nha. Đó. Quá đẹp luôn, số 1 800 ngàn thôi. Số 2 một chiếc Barbera anh em nha. Chiếc Barbera này thì cái thương hiệu này nó rất là lớn anh em ha, và cái độ xịn nó thì cũng rất là cao ha. Nó cũng nhiều phiên bản lắm, nó có cả Thụy cả Nhật. Có những cái phiên bản Barbera mà nó làm full đá thì nó là tuyệt đỉnh luôn anh em ha, rất là đỉnh luôn. Rồi chiếc này thì anh em thấy thì nó là một chiếc xương cá anh em nha. Form nó giống như chiếc Elgin hay là những cái mẫu xương cá mà anh em hay thấy á. Xịn lắm, rất là xịn, thép đúc nguyên con nha, dây khóa zin luôn. Size thì 36 năm, luôn núm thì là 40 anh em nha. Đó. Còn khá đẹp anh em ha. Mấy con này thì dạ quang thì mình nghĩ rất là sáng rồi ha. Đó, tại vì nó thuộc dòng kiểu thợ lặn á. Con này liền xoay được anh em nha. Con này rất là mới luôn. Kính thì có sức dâm anh em ha. Sức nhẹ nhẹ thôi. Núm ren, đáy xoáy nha. 650 thôi anh em nha. Bóc ra thì nó hiếm hơn những cái dòng Elgin khá nhiều anh em ha. Đó. Rất là đẹp anh em ha, cực kỳ đẹp và độ mới nó ở mức rất là cao luôn. Cái ni tây này thì tầm mở hết cỡ đó thì tầm 17 năm 18 anh em nha. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Mà đặc biệt là cái độ chống nước zin của nó rất là cao anh em nha. Đó. Con này 650 anh em ha. Con này là vỏ thép đúc, chống nước 200m nha. Rồi, chiếc tiếp theo cũng là một chiếc Barbera luôn. Cái con này thì nó có nhiều cái điểm thua con kia anh em ha. Tuy nhiên nó có hai cái điểm hơn, đó là cái dial bên trong anh em thấy không? Trải tia và nó là cực đẹp, và nó có thêm một cái nữa đó là lịch lọc. Lịch lọc thì nó hay hơn là cái lịch gốc 3 giờ anh em ha. Và đặc biệt nó là kính sapphire anh em nha. Đó.
Tuy nhiên thì nó không có trong nước zin 200m giống con kia, và đặc biệt cái vỏ con này thì trầy khá nhiều ha. Con này chất xi chứ không phải là chất thép. Nhưng mà cái sợi dây thì là sợi dây thép anh em nha, anh em thấy. Đó, sợi dây rất là xịn luôn ha. Này bán giống như là bán sợi dây cho anh em thôi. Đó. Dây ngon lắm. Đặc biệt là cái mặt nó rất là đẹp luôn ha. Nó trầy anh em nha, tại vì con này chất xi thôi ha. Size 33 mà luôn đúng là 35.5, size nhỏ con kia nha anh em. Con này nó gập hai bên nha. Đó. Dây con này dài lắm ha. 17 năm, cái khóa nó cũng không không được ăn lắm anh em nha. Anh em về bóp lại thêm giúp mình nha. Con này cái khóa thì nó cái bộ dây thì nó xịn sò lắm, nó xịn hơn con kia á. Tuy nhiên là chất xi anh em ha. À, về một cặp như vậy thì là rất là căng cho mình luôn ha. Lúc chụp hình thì thật sự là anh em biết á, rất là khó để mà mình biết nó có lỗi gì anh em ha. Đó. Rồi, con này thì còn giá 200 thôi anh em nha. Zin hết tất cả anh em ha. Chất nó chất xi cho nên nó bị dấu vết thời gian ha, 200 ngàn thôi. Tiếp theo về chiếc Awagear nữa anh em nha. Lần trước mình bán mẫu này như 500 rưỡi 600 gì đó anh em ha. Nhưng con này thì nói chung nó còn đẹp lắm. Nhưng mà cái kính đó thì anh em về phải thay nha, kính đó anh em thấy không? Xe mạnh luôn em ha. Tại vì với cái giá này thì anh em có thể thay một cái chiếc kính Sapphire nha. Tầm 500 600 thì với cái giá chênh lệch này thì anh em có thể thay một chiếc kính Sapphire thì nó đẹp hơn cả kính zin em ha. Tại những cái mẫu Awagear này thì kính zin của nó cũng là kính khoáng thường thôi anh em nha. Đó. Những mẫu này thì nó quá nổi tiếng với anh em rồi ha. Con này là niềng nó xoay được á. Đó, niềng nó xoay được á. Lâu cũng xoay nó hơi hơi rít tí thôi anh em nha. Tại vì những cái mẫu mà thợ lặn á thì là bắt buộc phải niềng xoay dạ quang lớn và nhìn xa được ha, và đặc biệt thì nó là có núm ren và đáy xoáy, đó là những cái yêu cầu bắt buộc anh em ha. Thép đúc nha nè, rất là đẹp, rất là mới anh em ha, chỉ có kính xấu thôi. Xe mạnh luôn cho anh em về đầu tư cho nó một chiếc kính Sapphire luôn thì tuyệt vời anh em ha. Dây khóa thì nó không có dập Awagear đâu anh em nha. Tuy nhiên mấy cái mẫu dây á, mà nó không dập ha, mà nó cũng không ghi bia hay là bambi á, thì thường nó cũng là dây zin thôi anh em nha. Còn nếu mà nó thay mới thì thường nó cũng là thay những cái sợi dây nội địa Nhật thì nó sẽ dập là Bambi, Maruman, Bia gì đó anh em ha. Dây này thì 99% là dây zin của nó. Con này tăng đưa được tới cả 1 cm nữa anh em ha. Con này thì tầm 10 tới cỡ 10 17 năm nha. Đó. À, rất là đẹp anh em nha. Sale mạnh cho anh em là với cái kính này là phải thay thôi ha. À, chứ còn nếu không thì cái này thì nó để như vậy thì nó sẽ giảm cái độ chống nước của nó mình anh em nha. Thay sẵn mình đi ron keo này kia chắc chắn là anh em thay thay kính thường thôi thì chắc chắn là không tới 100 ngàn anh em ha. Ok, số 4 này 400 ngàn thôi. Nói chung về những cái đời nó rất là vip anh em ha. Tuy nhiên nó có những cái lỗi thì mình mô tả kỹ rồi nè, anh em vui lòng xem kỹ kỹ giúp mình ha. Cái chiếc số 5 này là một chiếc Casio anh em nha. Cái con này cũng là dòng, xin lỗi anh em ha. Con này cũng là dòng mà thợ lặn anh em nha. 23 luôn em nha. Nên, tại vì ở đây anh em phải mở cái núm ra nha, mở giống như là mở một cái con ốc vậy á, cho nên gọi núm ren em ha. Đó anh em thấy là 23 nha. Đó. Hai ô cơ lịch đàng hoàng anh em nha. Con này thì size nhỏ hơn cái con Awagear kia cho nên cái giá nó rẻ hơn nha. 33 ha, luôn núm con này đẩy vào hết cỡ phải tầm cỡ cũng gần 37 á ha. Con này cái dây không zin em nha, nhưng mà cái dây xịn lắm. Mình nghĩ cái dây zin nó thì cũng chưa chắc gì xịn được như cái dây này nè em ha. Cái size này thì nếu mà thay một cái dây bình thường á, thì mấy chị nữ đeo được nha. Còn thay một cái dây nó kiểu form quân đội này thì nam vẫn mang ok ha. Con này 370 thôi ha. Anh em thấy không? Tại vì nó làm cái bảng dây lớn lắm ha. Rất là lớn ha. Cái độ mới của này ở mức rất cao luôn em nha. Tuy nhiên cái size mặt thì nó hơi nhỏ anh em ha. Con này size cỡ ba được 35, 37 thì nó không dưới 500 anh em ha. Anh em tay vừa tay nhỏ đeo mình đeo cũng ok ha. Chỉnh lại giờ cho nó. Tại mình còn phải theo dõi nó đúng giờ hay không nữa nè. Rồi ok nha nè. Số 5 là 307 thôi. Đợt này có những cái mẫu thợ lặn và nó là giá cực kỳ tốt cho anh em luôn ha. Rồi tới số 6 này là anh em con này cầm dám cầm luôn nè. Nó giá không có cao anh em ha. Tuy nhiên cái mẫu này là mẫu chưa lên tay. Đó, những cái mẫu này thì mình hay sẽ đăng lẻ anh em nha. Đăng lẻ có thêm cái hộp nữa. Thực ra con này có thêm hộp nữa thì bán 350 là bình thường anh em ha. Cái hộp thường thôi ha. Nên cái độ mới nó cao lắm. Nó cấn này là do va thôi chứ còn mấy con này thì chưa mang đâu nè. Anh em thấy là
hàng xi mà làm chỉ có được cái dây zin mà dây da như vậy nè ha. Những cặp dây da này thường thì cũng là của Maruman Bia nó gia công anh em nha, và thường cái giá full hộp của những cặp dây này á thì thường nó tầm 5.000 yên anh em nha. Đó. Mà cặp dây này mới cứng á, riêng cặp dây không thì mình gần đủ tiền rồi, nếu mà anh em mua mới thì là không đủ tiền để mua ha. Đẹp lắm, rất là đẹp luôn. Size này size dành cho anh em tay vừa tay nhỏ nha, hoặc là mấy chị nha. Size 32 luôn, đúng là 33 nhưng mà cái bản dây 18 á, cho nên mấy anh em tay vừa tay nhỏ mang ok, càng cũng dài nữa ha. Hoặc là mấy chị đeo thì tuyệt vời ha. Cái này tặng vô tư nha. Mấy chiếc này mới thì chắc chắn nó cũng tiền triệu rồi anh em ha. Ok, giới thiệu anh em chiếc số 7 này, nó cũng là một chiếc rất là mới Casio, nhưng cái mẫu này thì hình như anh em mua mới có nha. Con này bán 380 thực sự rất là giá rất là tốt luôn em ha. Con này mới cũng vậy, anh em có thể tặng được luôn nha. Phần dưới này thì cũng có đeo rồi nè ha. Nó hơi nhăn thôi nhưng mà không hề gì anh em nha. Thực sự anh si như vậy thì nó quá mới rồi anh em ha. Con này size khủng lắm, size so với hàng 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 cổ nó khủng lắm, 38 mà 40.5 luôn. Đẹp lắm. Mấy con này thì anh em mua mới thì nó gần 1 triệu anh em ha. Con này thì nó cũng không có khác hàng mới là bao nhiêu anh em ha. Rất là đẹp luôn, mặt màu mỡ gà anh em ha, cực kỳ đẹp. Size lớn nữa. Bây giờ cho anh em mà muốn size lớn thì anh em thường phải mua những cái hàng đại mới này mà, chứ còn những cái hàng cổ size size 38 40 trở lên nó sẽ có nhưng mà nó sẽ rất ít luôn em ha. Đặc biệt là về cơ anh em nha. Số 7 308 thôi. Số 8 này một chiếc QQ Superior này mà, phiên bản rất là cao cấp QQ, và những cái mẫu này thì đang có hàng mới anh em nha. Giá nó thì tầm 1 triệu anh em ha. Phiên bản này phiên bản cao cấp ha, thép đúc nha. Đó. Máy thì QQ thì anh em biết rồi, máy rất là xịn. Độ mới con này thì ở mức cũng rất là cao anh em ha. Cầm lên nặng trịch, anh em cầm lên nó chắc lắm. 35 luôn, đúng là 37. Thậm chí là nó chắc hơn một số đời, tất nhiên so cùng cấp thì không không so anh em ha, nhưng mà nó sẽ chắc hơn một số cái chiếc Casio cũng như anh ba anh em ha. Đó. Tại vì Superior là cái đời cao của QQ mà ha. Ok, con này quá đẹp luôn, 208 anh em nha. Tới một con Superior tiếp anh em ha. Con này thì con này nó cũng ghi là stainless steel case luôn, có nghĩa là nguyên cái vỏ nó cũng là thép luôn. Con này size lớn hơn, tuy nhiên nó bị trầy nè ha. Cho nên nó rẻ hơn kia, chứ nếu không thì con này nó mắc hơn em nha, size nó bự hơn. Size 375 nha, luôn đúng là tầm 39 em ha. Dây này kia mới ha, rất là mới. Đấy cũng mới luôn, mới cống luôn. 250 thôi. Giá quá dễ chơi luôn em ha. Mặt trải tia đẹp khủng khiếp luôn, trầy tí thôi. Không đáng kể này nha, số 9 là 250 ha. Số 10 em nha, mình xem em chiếc Grander này ha. À, chiếc này thì về cái chất của nó thì có thể là 90 điểm anh em ha. Tuy nhiên về cái độ đẹp của nó thì nó bị giảm rồi, bởi vì cái kính này, anh em thấy cái kính đó. Đó, cái kính này là phải đánh bóng lại thì nó mới đẹp anh em ha. Đợt này dịch thì thật sự là từ lúc bán đồng hồ giờ mình chưa mang được, chưa trực tiếp mang đi thợ một cái nào anh em ha. Mình chỉ có đi nhờ đi lau dầu đúng một cái một thôi. Đó. Còn mấy cái lỗi mà kiểu như kính trầy hay là thay pin không chạy hay là bất kỳ gì mình chưa bao giờ mang đi thợ một cái nào anh em nha. Tại vì hàng nhiều lắm, mình thật ra mang đi thợ tùy thợ anh em á. À, đôi khi thợ lấy cái tiền công nó quá cao thì cái chiếc đó thì mình sửa, chờ đợi công, chờ đợi rồi này kia bán thì nó cũng như vậy thôi anh em á, cho nên mình gom lại. Đợt nào mà anh em cần hàng kiểu tự xử anh em comment nhiều nha, mình sẽ kiếm mình lên một cái clip như vậy anh em ha, cả pin cả cơ gì đó anh em nha. Đó. Chiếc này thì cái chất nó tuyệt vời rồi ha. Anh em nhìn cái khóa là anh em biết hàng chất rồi ha. À, thép đúc nha anh em. Cái này không phải là bằng nhựa đâu mà thép đúc rất là nặng và rất là bền luôn. Anh em biết thép đúc thì cái độ va chạm nó, cái độ bền nó rồi ha. Đó. Trong nước 13 anh em nha. Grander thì hàng là thương hiệu rất là lớn anh em ha. Con này cả núm là 43, không núm của nó tầm 40 41 ha. Con này dây nó hơi hơi xước tí. Tí thôi, cũng không có nhiều đâu, tại vì màu đen này nó cũng dễ xước lắm, nhưng mà nó như vậy thì cũng ok này. Chỉ có cái kính anh em đánh lại tí nha. Sale anh em con này 500 ngàn thôi. Con này như thấp hơn giá nhập này. Cái mẫu này thời đỉnh điểm của nó thì nó rất là mắc nè. Con này dây thì tầm phải cỡ 15, xin lỗi anh em 17 năm đến 18 luôn ha. Đó. Quá đẹp luôn. Anh em nào mà có thể chấp nhận cái xước của nó thì mua chiếc này giá quá tốt anh em ha. Mới hơn tí, kính đẹp hơn tí thì nó rất là khó dưới 800 ngàn anh em nha. Tới số 11 anh em ha, chiếc Colusso Denali anh em ha. À, cái tên này thì là của Ý rồi. Khả năng của Ý.
của Ý hơn là của Pháp, một trong hai nước thôi. Đợt trước mình bán chiếc Recoq phải nói là siêu thanh lịch anh em ha. Những cái mẫu dress watch anh em nha. Đó. Anh em mang đi làm hoặc là những cái mang đi nói chung là những cái nơi cần yêu cầu cái sự lịch sự anh em ha, thì những cái mẫu này nó đạt cái độ nói chung là rất là hoàn hảo trong những cái dịp đó anh em ha. Đó. Chiếc này thì cái thương hiệu nó cũng rất là lớn và cái độ đẹp nó thì cũng vậy ha. Nói chung là xuất sắc luôn ạ. Cái hãng CD này thì nó thường là kính sapphire anh em nha. Như cái nữ này anh em ha, mình thấy 10 chiếc thì cũng vậy, hết 8 chiếc kính sapphire. Chiếc này nó không ghi kính sapphire nhưng mà mình không thấy một cái vết trầy vậy luôn em. Con này kính là hoàn hảo luôn ha. Con này 500 ngàn giá quá tốt luôn em ha, cực kỳ tốt luôn. Thậm chí là nếu anh em mà về vệ sinh thêm cho nó mới tí ha, đừng có dính một cái hạt bụi nào thì anh em cũng có thể tặng được luôn. Quá đẹp mà. Nó là đẹp xuất sắc luôn, so với hàng si thì nó quá mới quá đẹp nha nè. Máy Nhật anh em nha. Xe ngang tới hơn 28 lận ha, cái càng nó dài lắm ha, tới 39 luôn, dài lắm ha, quá đẹp nha. Tuyệt vời luôn á. Mình bán phong vuông nhiều anh em ha, nhưng mà mới với sang những chiếc như vậy thì nó cũng đếm đầu ngón tay anh em ha. Mặt thì không phải là nó màu trắng không đâu anh em nha. Đó, giống như là giác bạc anh em ha. Tuyệt vời luôn. Ở trong này thì có hai chiếc nữ anh em ha, bị xả thường á, bị xả nhưng mà có khách dặn mua luôn em ha, nhưng mà nó quá lâu rồi á, mình cũng rất là ngại nhắn lại những cái vị khách gọi sau anh em ha, cho nên thì thường mình sẽ không nhắn đó. Cho nên đôi khi những vị khách đó cũng thông cảm nha, tại vì thực sự thà như xả liền thì mình báo nó dễ anh em nha. Đôi khi khách quen mà để quá lâu rồi sau đó xả là mình kêu mình nhắn lại khách kia thì thực sự là mình thấy không được tôn trọng khách sâu lắm, cho nên nếu mà quá lâu thì thường mình ít nhắn lại anh em ha. Đó. Chiếc này cũng vậy, mấy chị nữ đeo chiếc này thì phải nói là đỉnh của đỉnh luôn ha. Nó vừa mới vừa đẹp vừa xịn em ha. Kính sapphire anh em nha, anh em thấy cái đeo bên trong không? Con này nó làm rất là chăm chút anh em nha, cái hãng này làm nó cực kỳ tinh tế luôn em ha. Cái nước xi vàng từ xưa tới giờ mà anh em thấy cái niềng của nó còn ở mức rất là cao anh em ha, cái núng cũng vậy anh em nha, cái đáy cũng vậy luôn. Con này thép đúc luôn anh em ha. Đó. Dây xi của nó rất là ok luôn, con này 400 ngàn giá cực tốt anh em nha. Đó, có lịch luôn anh em ha, tuyệt vời luôn ha. Con này phong trứng anh em nha, Sam 4 á, mình coi thì cái ni tay này được 15 không, 15 năm vô tư anh em nha. Đó. Thì mấy chị là cũng rất là nhiều chị đeo được rồi ha. Rồi 400 ngàn thôi nha, vừa đẹp vừa xịn anh em ha. Kính sapphire luôn. À, tiếp theo anh em nha. Tờ 13 nó bay đi đâu? À đây, xin lỗi nè. Đây. Con này 600 rưỡi anh em nha. Con này thì glossy anh em ha. Con này thì nó là bạc đúc á. Nhà, chi tiết cái niềng nó hơi trầy tí xíu nè ha. Chứ con này nếu mà không trầy giá nó còn cao hơn nữa anh em ha, bạc đúc mà lại size bự vậy mà 30 luôn anh em nha, nguyên chiều rộng tới 30 36 anh em ha. Con này thì size lớn, lên tay cho anh em mình cho anh em xem cái truyện bạc đúc của anh em ha, rất là đẹp luôn. Anh em thấy phía trên nó hơi trầy tí, nó làm mất đi cái độ hoàn hảo của chiếc này anh em nha, hơi tiếc anh em ha. Đó. Thì giá nó cũng không có hơn hàng hàng thường bao nhiêu anh em ha, anh em thấy nó có dọc truyện không? Anh em mà nếu mà quen nhìn thì anh em sẽ thấy cái chữ những cái truyện đây là anh em biết nha, còn nếu mà không có cái truyện này thì thường là nó sẽ là mạ anh em ha. Đó. Sterling 925 anh em nha. Đó. Bạc 925 ha, giống như vàng thì anh em thấy nó cũng có cái truyện và nó là thường là 0.750 0.375 gì đó anh em ha, 18k 14k gì đó anh em nha. Anh em mà chơi đồng hồ cao cấp thì anh em biết ha, mình thì không có nhưng mà mình đưa những thông tin như vậy thôi anh em nha. Anh em thấy cái mặt không? Cái mặt cũng giống như cái mặt kia vậy anh em ha, giác bạc nhưng mà nó vát ba đường và nó vát cái mặt bên trong nó vát theo cái đường kính bên ngoài luôn. À, xin lỗi anh em, theo theo cái mặt kính bên ngoài luôn, cái mặt kính nó vát ba đường anh em nha. 650 thôi. Cái dây này thì là dây thép thôi anh em nha. Đó, thì nó ghi là bạc đúc này. Thì mình nghĩ là có lẽ là nguyên cái mặt đồng hồ này là đúc anh em ha. Đó. Hơi trầy tí, hơi tiếc anh em ha. Con này nó cũng nặng lắm, nặng trịch này. Số 13 là 650 thôi nha. Số 14 cũng một chiếc mặt đúc của nữ luôn em ha. Đặt đăng chiếc này quá trời anh hỏi luôn ha.
mặt đúc nó không thật sự, nó không phải nó nhiều đâu em ha, rất là ít luôn á. Con này xe ngang nó 18 thôi, con này Jungchan em nha. Jungchan con này không biết Thụy hay Nhật nữa, mình bán giá Nhật đi ha. Con Jungchan này thường có hai máy, máy Thụy máy Nhật ha, đẹp lắm ha, bạc đúc luôn nha. Tất nhiên cái dây nó không phải là bạc đúc rồi ha. Đó. Cái dây bạc đúc thì nó khó dưới 1 triệu, tùy size lớn nhỏ nên nha, 1,5 triệu bình thường ha. Đó. Đẹp lắm, dây này thì dây Nhật luôn, dây này thì còn dài ha. Đó. Mấy chị đeo vừa đẹp vừa sang, mà thường bạc thì nên biết rồi ha. À, nó mang cái tính ông bà xưa hay nói là trừ tà này kia anh em ha, đi đêm đi khuya gì đó anh em ha, mang thì nó tốt anh em nha. Đó. Tránh gió trừ tài đó anh em ha. Rồi hai chiếc bạc đúc luôn. Đó, 13 14 anh em nha. 15 anh em á, giới thiệu anh em chiếc Reguno nha. Nó Reguno cái form này thì mình bán mấy chiếc rồi anh em ha. Con này thì form nó xuất sắc luôn. Cái đeo bên trong phải nói là đỉnh luôn ha. Tuy nhiên thì nó hơi xước cái kính này anh em nha. Cái viền nó cũng hơi xước một tí nè ha. Đó. Qua bán con 550 anh em á. Con đó thì nó không phải là năng lượng anh em nha. Con này 500 đi. 500 đi. 500 tròn đi. Con này thì năng lượng thì nó sẽ cao tiền hơn là cái bình thường anh em ha. Tuy nhiên thì nó cũ hơn con kia tí. Anh em thấy kính nó xước nhẹ thôi. Bên đây nó còn xước có một vài chấm này. Đó. Còn cái dial thì nó đẹp hơn cả con bình thường bữa trước luôn ha. Đó. Rất là đẹp luôn. Mà nó là thép đúc nữa anh em nha, nó nặng trịch rồi ha. Cái đáy nè anh em nhìn cái đáy thì là cái đáy rất là chất rồi, trong nước 13 anh em nha. Con này thì nó bắt giờ bằng vừa tự động mà vừa bằng tay luôn ha. Con này đi tay thì được tầm cỡ 10 17 năm anh em nha, 17 năm anh em ha. Đó. Mở hết cỡ là được 17 năm. Cái dây này cũng là dây zin của nó luôn anh em nha. Đó. Cái này thì anh em không thích về có thể thay dây da, đem đeo hơi bị đẹp luôn ha. Quá đẹp luôn, con này rất là đẹp luôn. Nhiều chiếc các cái kính nó làm cho giảm cái giá trị cái đồng hồ xuống anh em ha. Hơi tiếc tí xíu thôi. Con này cũng không xước quá nhiều đâu. Anh em thấy nè ha. Tí xíu về viền nè. Thật sự nếu mình đưa rõ như vậy thì anh em mới thấy, chứ còn nếu để vậy thì chưa chắc gì anh em đã thấy á. Nè. Mình thì quay thì mình cố gắng hết sức mình tìm cái lỗi để cho anh em thấy ha. Con số 16 này cũng là một con năng lượng luôn nha anh nha. Con Citizen Etisa anh em ha, cái con này nó anh em thấy cái đáy là thấy chất lượng rồi anh em ha. Đó, cái đáy đúc nha nè. Con này thì anh em phải mở mặt nha. Con này mà size lớn hơn tí thì giá nó thường là 550 600 anh em ha. Con này size thì nó hơi nhỏ dành cho mấy anh em tay vừa tay nhỏ nha. Size 34 nha nè, luôn núm luôn càng, xin lỗi anh em, cái nơi mà lớn nhất của nó này tầm 37 ha. Titan đúc hết luôn, mà cái đấy cũng đấy đúc luôn anh em, thấy cái logo thấy chất lượng ha. Rất là chất luôn anh em nha. Con này pin cầm cũng rất là tốt anh em ha. Con này thì mình không có kiểm tra nhiều giống như những con kia này mà mình kiểm tra nó tầm 4 5 ngày rồi, nó chạy bình thường như vậy là ok rồi anh em ha. Con này thì khả năng vẫn còn chạy tiếp nữa. Đó. Dây dài quá trời luôn, dây 18 luôn em nha, thoải mái rồi ha. Tại vì anh em tay lớn 18 thì đeo chiếc này nó cũng không đẹp nha. Đó, cái mặt nó là một cái tấm pin năng lượng anh em nha, nhìn nó sâu thẳm anh em ha, đẹp lắm. Đã Titan ở trong nước 13 rồi, năng lượng đời cao anh em, đời Atisa, đời xịn anh em ha. Atisa nó sẽ có những cái mẫu size lớn và nó là tuyệt đẹp luôn. Và tất nhiên cái giá nó thì nó cũng sẽ cao hơn. Số 16 này 400 thôi nha. Số 17 một chiếc Mario Valentino anh em nha. Cái thương hiệu này thì nó rất là thời trang rồi, rất là cao cấp rồi. Cái màu vàng nó thì nó sẽ hơi ngã cái màu vàng nhạt anh em ha. Đó. Tại vì nó có cái màu gọi là màu vàng đồng anh em nha. Cái nhìn này thì nó đều lắm cho nên cũng không biết là pha hay là màu vàng đồng nữa. Mà nói chung đẹp anh em nha. Nhìn không phải giống lỗi này mà rất là đẹp luôn. Cái kính zin này thì nó cũng có một cái đường xước thôi. Đâu ngay đây nè. Nói chung là cũng còn đẹp ha. Sau này thì thực ra hồi xưa chắc là cái bảng dây này cũng lớn nè ha, bảng dây tới 10 10 gần 20 luôn ha. Càng này thì 30, cái đầu ngang này thì 24 nha. Thực ra mình nghĩ anh em mà tay cỡ 16 năm đổ xuống mình thích cái phong tăng mình đeo được anh em ha. Đó. Còn nếu không dành cho mấy chị anh em nha. Độ mới nó ở mức rất là cao anh em ha. Đó. Mario Lentino anh em nha, thương hiệu rất là lớn anh em á, cái này nó sản xuất nhiều nhiều thứ lắm. À, số 17 này nha, 307 thôi.
À, số 18 anh em á, chiếc này bán 320 nha. Chiếc này mình mua cao hơn 320 nè. Đẹp lắm. À, Tommy Hilfiger anh em ha. À, con này đáy xoáy nhá. À, anh em thấy là made in USA luôn em ha. Đó. Tuy nhiên con này là máy nhặt đen anh em nha. Cái độ đẹp với khung vỏ nó rất là ok luôn. Tuy nhiên bên trong máy nhặt đen anh em nha. Nên bán thấp hơn giá mình nhập luôn. À, dây anh em thấy dây zin luôn chứ không phải là hàng thường anh em ha. Đó. Nha, dây zin luôn nha. Dây còn xài tốt luôn ha, không có bị răng, bị nứt gì hết. Đáy thì đáy xoáy thiệt luôn anh em ha, chứ không phải là đáy đáy bật đâu, không phải là giả đâu anh em ha. Nhìn cái đáy là mình thấy chất rồi, tuy nhiên cái bộ máy bên trong nó không có tương xứng với khung vỏ bên ngoài anh em nha. Cái máy là máy nhặt đen thôi. À, thực ra anh em đeo thì đôi khi cũng không quan trọng cái máy bên trong đó thì chốt một chiếc này rất là ok. Kính tràng viền mình bán 320 thôi. Thương hiệu lớn nữa anh em nha. Size 35 luôn đúng là 36 hơn tí. Cái này nam nữ đều đeo được nha. Đấy, kiểu này cái càng nó không dài á. Nên thấy cái mặt đẹp lắm nha. Sáng quắc luôn ha. 320 mà nó zin hết luôn, rất là xứng đáng để mình có thể sở hữu lên tay anh em ha. Và số 18 là 320. Hôm nay giới thiệu anh em 18 số nha. À, tuy nhiên mình đánh giá hôm nay thì nó đẹp từ đầu đến cuối anh em ha. Anh em nào quan tâm thì anh em cứ vui lòng xem kỹ mô tả của mình nha. À, đây là đúng cái món mình cần anh chị em ha. Rồi, lần nữa cảm ơn anh chị em rất là nhiều nha. Chúc anh chị em thật là nhiều sức khỏe mùa dịch này ha. À, xin chào anh chị em nha.